Hey, hello anh em, xin chào anh em đến với kênh HD Game 76. Thì mấy hôm nay á, mình bận quá cũng không ra video clip được các anh em ạ. Tại vì mấy này cũng công việc rồi cũng tùm lum tùm la nên là không đánh gì nhiều. Với lại cũng đang tập các bạn tập đánh cái vị tướng Celica đó, mình để làm clip Celica mà sao đó vị tướng nó đánh không hay lắm các bạn. Mình đánh hơi tệ cái vị tướng này. Đấy, thì hôm nay thì đánh cái vị tướng Murat đi rừng, rừng đi rát này thì thấy hay này, đang lên cho anh em xem. Đấy, thì mình thì như thường lệ là mình vô mình quất cái bùa đỏ. Xong thì mình mới ra cái qua cái đường rồng, mình ganh bên cánh rồng nha anh em. Đấy, đấy là cái mẹo mình đi rừng mình hay nói trong mấy cái clip trước. Thì anh em nào mà cái quan tâm tới cái build đồ hay là cái băng ngọc thì có thể kéo vào cái vừa kênh mình, nó có mấy clip đó mà các bạn, mình hướng dẫn rất là chi tiết. Còn clip này chắc mình không nói là chi tiết đâu, vì đánh cho vui mà quất khô máu mày chạy này trâu bò chú ấy. Thì các bạn ra bắn qua, ui dù cảm ơn luôn, sao không có gì đâu, không có gì đâu mà ra, không có gì đâu, cảm ơn rồi, có vẻ lịch sự thôi đi cho rồi này. Thì có vẻ mình canh phía bên cánh này mình đớp cái anh Omen, thì bên cái cánh rồng bên kia nó sẽ chậm mình một tí các bạn. Đấy, thì bây giờ mình tiếp tục đi thăm rừng thôi, thăm hết mấy quái rừng mà rồi ra mới khô máu với mấy thằng quỷ ở trên kia được. Đấy, thì cái build đồ với là cái bản ngọc thì mình nói chung là bản ngọc là full tốc đánh nha các bạn, cứ bạn lắp xong full tốc đánh 26% tốc đánh đấy. Rồi còn mấy cái build đồ thì các bạn theo dõi trong clip thì các bạn biết thôi. Tại vì Murat thì cũng vị tướng này cũng lâu rồi, muốn hoài, mình bét Murat mà. Có thằng ăn rồng lên đây. Rồi qua phù máu cho anh, ăn rồng ở trong, ăn rồng giữa mày, rồng giữa mày. Rồi xong rồi, tiễn các bạn Violet lên đường luôn các bạn. Đấy, thì bạn Violet nằm sắp mặt rồi. Thấy Murat đứng đây, bét Murat đứng đây mà bọn nó đứng ăn rồng. Tui tí rồi ăn mì. Còn thằng nào trong kia nữa, mày hả? Mày vong heo sinh ấy. Thì từ cái mùa 11 mà từ khi có phù hiệu các bạn thì Murat nó hơi phê phê. Thì các bạn phân tích như thế này này. Thứ nhất á, từ các bạn. Anh vô anh ui sụ hết lên tay thôi, giật bóng. Đấy, thì cái bạn than bắn đẩy mình ra này mình không lên tay được các bạn. Đấy, thì về cái build đồ thứ nhất á, là cái về cái chiêu cuối của Murat các bạn. Thì nó bị giảm sức mạnh nha các bạn. Nó giảm từ cái mùa 10 rồi. Nhưng mà mùa 10 thì nó không có cái phù hiệu mà cái thánh thuẫn á, cái thánh thuẫn mà các bạn hay DAD mà hay bị hay dùng á, có nghĩa là bị chém sát thương mà trên 30%, cái nó có một lớp giáp như là tăng tốc chạy mà. Nên là khi mà mình quýnh Murat á thì nó mình chém vô, mình chém cứ lấp sắp rồi nó đi về rồi nó cười khà thôi. Nó không làm gì, mình không làm gì được nói, nó bực dậy. Đấy. Thế nên là khó mình tiêu diệt được mấy cái vị tướng AD trong khi mình nó gần hết máu, những nó còn xíu máu nó đi về bực mình lắm. Đấy. Ví dụ như cái thằng Then này nó không chơi cái phù hiệu đó, mình bay vô mình chém cái là nó khô máu luôn. Nhưng mà cái mấy thằng kia nó không chịu khô máu mà, mấy thằng AD á nó đập giấy đó chứ. Tại vì nó bung cái lớp giáp đó lại nó rất là trâu, với lại nó tăng tốc chạy mà. Nên là vì Murat từ cái mùa 11 này nó hơi phê phê là như vậy. Còn nó là nó phê đối với những anh nào mà quýnh Murat yếu yếu chứ mình cầu thủ. Đấy, Murat thì mình khô máu chém thằng nào cũng chết. Ê đùa anh em tí cho vui, nổ cà khịa rồi với anh em tí cho vui thôi chứ Murat mùa này mình quýnh cũng cà lắm các bạn. Lâu lâu mới coi clip Murat rồi thôi chứ cũng ít cái đánh Murat lắm. Đấy, thì phâm rừng tiếp tục phâm rừng, từ nãy giờ quýnh có được một mạng mà trợ tới hai mạng rồi. Ôi dồi, con bùa đỏ chưa ra, mình tưởng đâu bùa đỏ ra rồi mình bay ra qua đây mình chém cả hai con. Đấy, thì đó là cái mẹo phâm rừng các bạn, khi mình lấy được bốn nội tại rồi mình bay qua chém bùa đỏ chém luôn cái con đó thì ăn cái anti chém luôn một lúc hai con thì nó phâm nó nhanh hơn các bạn. Đấy, thì cái thứ nhất là cái Murat đó là nó có hai cái điều. Thứ nhất là mùa này mang ở đây nó có cái phù hiệu, thứ hai là cái chiêu cuối bị giảm. Ngày trước mình có nhớ là mình đọc ở đâu á nhỉ, mình đọc trong cái phần mà giảm sức mạnh của Murat á, có nghĩa là khi mà ngày xưa á là cái Murat chém cái anti là 5 chém đúng không, nhưng mà bây giờ nó vẫn 5 chém nhưng mà sát thương nó chỉ còn lại là 80% đối với lúc xưa các bạn. Rồi xong xanh cỏ này chém cái anti này quất chiêu hai này chạy hộ đi bố chạy hộ, ui xui nó chạy rồi các bạn, chạy thôi làm gì vậy,
chạy thôi. À, mày đứng nó đi, mày đứng nó khổ máu thế bạn. Mày chạy chạy đầu quá mà. Đèn than thì nó có cái nội tại đó là gần hết máu nó bung máu lên, nó có cái nội tại đó là chém nó, khi mà nó hết cái nội tại thì còn dễ ăn, chứ bây giờ nó chết rồi thì chém miết vào một cái anti rồi nó không chết các bạn. À, như mùa trước á. Thôi anh ơi. Anh đứng đó đi, chém thì mẹ bây giờ. Thôi chạy các bạn. Có các bạn Alistair qua nên thôi mình chạy chứ pha đó mình được cái bóng thì mình chém chết mẹ nó, chứ nó sợ gì mày. Hai. Ui xui, tên mình đã giết được tiếp rồi các bạn ơi. Làm gì cho căng nhé. Ui xui, anh Alistair này. Alistair này khô máu giật bóng vậy thôi các bạn. Đấy thì bây giờ các bạn nên nhớ là khi mình đánh Murat bây giờ nó máu nó giấy nên là cái bạn chú ý là khi lấy được nội tại mới ra chém nha các bạn. Mình chém ra đó mình lấy nội tại từ trực tiếp từ những con tướng gì vậy thì nó đập cho mình sắp mặt không còn. Ui xui, cái thằng Van Heel này nó lên quất cái trụ rồi các bạn. Thằng này lao thế. Ăn gì mà lao thế. Nhấn nó đầy tao. Nó về rồi các bạn. Thôi mình ra mình ăn cái bừa quái đi cho rồi. Đấy. Đấy anh Van Heel bị giấy. Ui dùi ui trắng máu rồi anh ơi. Chạy đi đâu. Chứ thèm ăn bằng theo nát ăn rồi các bạn. Tưởng đâu mình chạy lên đây. Chạy vào mồm mình dưới lì. Từ đâu chạy lên đây mình hốt luôn. Mà không chạy thì tối làm ghê. Mình ăn cũng như bạn mình ăn mà. Nhưng mà mình ăn thì mình xanh, mình quýnh nó sướng hơn tí các bạn. Tại vì mình thích lúc nào cũng sát thủ mới giết người vậy đúng không? Mà thôi đó thì bạn theo nát tay dài thì bạn ăn cũng được, AD ăn cũng được không sao. Rồi tiếp tục vào. Úi dù hùi chuối kìa bạn ơi, có chuối, có chỗ lấy nào tài các bạn. 1, 2, 3, 4, rồi bay vào này. Rồi bay vào này, có thằng đi lên Tây Thiên. Úi dù hùi siêu việt đó bạn, chắc là đúp đúp một kiều gì đó rồi. Thì hai bạn nằm sắp mặt cho đó rồi. Mày chạy hộ bố. Nó xong. Úi dùi ui. Phê gì đâu luôn á. Úi dùi nó phê nhưng tê tê. Đấy thì Murat là vị tướng mình rất là thích nha các bạn. Mình rất thích là vị tướng Murat này. Khi mà bị giảm sức mạnh á thì mình nó chém cứ toàn là phụ không chứ không có được giết người như ngày trước các bạn. Ngày trước là một anh ti là một mạng, có thể là 5 mạng cũng có đấy. Nhưng bây giờ mùa này chém toàn là họ trợ không mà giật bóng về mà. Nãy làm gì bước ra khỏi cái cổng này tao coi rồi mày bây giờ sao xong rồi thông rồi đầu nó trói cái đầu rồi lâu rồi lâu rồi đi cũ rồi chết không chết không chết các bạn thế mới đau dữ lì. Đấy thì nói thật là mình cũng lên cao thủ rớt lại xuống tinh anh lại rồi các bạn. Tại vì đánh như mấy này không đánh như là đánh cũng gà quá. Đúng là gà thật chứ không phải là nói gì lên cao thủ đâu được có mấy bữa rồi rớt lại rồi. Để nói thật là ra mình cũng đánh do đánh kéo với mấy đứa bạn cho vui các bạn. Mấy đứa bạn mình rồi nó quýnh giỡn cho vui rồi nó kêu nó lôi mình xuống, nó không cho mình lên ở cao thủ. Nó kêu tao buộc các tao ăn. Đấy thế mới lao thế có mấy anh bạn đúng là hết chỗ nói mà. Thì mình phải đi farm bùa xanh thôi các bạn, tại vì Murat rất là cần bùa xanh nha các bạn. Tại vì có bùa thì mình cứ quất bùa trước rồi sau đó lên giao tranh giao chiến sau, chứ bây giờ lên làm gì đâu đúng không. Đó các bạn xem mình chém anh ti chết cả hai con này. Thấy không cái khô máu kệt đó đây các bạn. Anh Salim, úi dùi thằng. Mình thấy thằng Van Heel ở trên kia mình thấy tự nhiên bay ra. Úi dùi thật thằng. Thôi em giỡn đó anh Than ơi. Em giỡn đó, đừng có giỡn. Úi à, thì các bạn mà nếu mà thấy cái không biết mà cái build đồ hay là cái phù hiệu hay là cái bản ngọc thì các bạn có thể vào cái kênh của mình á. Mình coi mấy cái video clip hướng dẫn Murat rất là chi tiết nha các bạn. Còn clip này thì mình cũng hướng dẫn nhiều rồi, hướng dẫn hoài đi thì nó cũng nhầm. Nên là mình chỉ đánh thôi. Đấy, thì mình nói sơ qua thì bản ngọc á thì nói chung là cứ bạn cứ lắp sao cho nó full tốc đánh cho mình. Thì bản ngọc của mình là 26% tốc đánh nha các bạn. Còn đem cái phù hiệu thì mình hiện tại là mình đem phù hiệu ma tính. Còn video thì các bạn thấy mấy anh mạnh blue rồi đó, lên như thế nào mà lên như thế đó thôi, có gì đâu phải căng đúng không. Mà chém khô máu thôi kìa, đùa cho vui với khô máu gì đó chết rồi. Ui nhà kìa anh ơi, mấy anh ơi, nhà kìa, nhà ai giữ tụi anh quýnh đi đó. Ui bịch cái nhà chết rồi, xong luôn rồi, cuộc chết kết thúc văn game trên đây chết rồi các bạn. Bắt đo.
Tên bạn không biết vì sao tôi có đăng phù về thì các bạn. Nên thì các bạn thấy clip vui hay thì nhớ đăng ký kênh để xem các clip tiếp theo các bạn. Rồi, mình clip của mình đến đây là kết thúc. Chào các bạn, chúc các bạn sức khỏe, học hành vui vẻ. Cố gắng học bài để mai lên kiểm tra các bạn. Nói cái thằng nhột đấy các bạn.